Ê, bên đây bên đây. Đi nướng điều mà. Lộn rồi. Đây, hôm nay mình sẽ gom những cái điều. Đây, đây là những cái điều. Đó. Đây, mình gom mấy cái điều giống vậy nè. Ý. Cái nhựa điều này á là nó dính áo nó giặt không ra. Đây. Đây là trái điều nè. Còn đây là cái cuốn điều nó phình to. Đây là hột điều chưa tách vỏ cứng, đây gọi đây là điều thô. Còn đây là mình khi mình tách cái này ra sẽ được cái nhân trong đây. Thấy chưa ạ? Bây giờ mình sẽ nướng cái này cho mọi người ăn nhé. Bây giờ gom những cái hạt điều thế này. Gom thêm đi ạ. Ôi dùm. Ôi ít lá rồi nhỏ ơi. Nó nóng lắm. Được coi. Ít lá rồi. Nó cháy đều quá. Dạ, cháy ngọn. Nóng quá. Nóng quá. Nóng dã man. Cái trái đều này á khi nướng nó sẽ bị nổ. Thì cái nhựa điều này mà nổ trúng người á nó sẽ bị cháy, bị bỏng da. Đây nó bị bỏng da, thấy chưa? Đây là hạt điều nha. Không, đây là hạt điều chưa chẻ vỏ, mình sẽ đem nướng. Nóng quá. Thôi dập tắt nước lửa nhỏ đi coi. Để cho cháy đi. Khi nào cái hạt điều này nó cháy đều, đen đều á thì là hạt điều chín rồi. Đúng quá. Đây, điều của mình chín chưa? Chín chưa nhỉ? Chín rồi. Nó đen chưa? Rồi, đen rồi. Rồi, dứt ra. Nó đen đều như thế này nè, đó, đen đều như thế này. À, đen đều như thế này là chín rồi. Rồi cái hột kia là chưa chín nè, đó. Cái hột đó là chưa chín, còn cái hột này là chín rồi nè. Ở dưới mình không gọi là hạt điều, gọi là hột điều. Đây. Ê, cái này còn sống nè. Đây, này là chín rồi nè. Chín rồi. Ý, cái này còn sống nè. Đó. Không, chín rồi. Đây, đây còn cắn cắn như thế này là chẳng. Sống. Đây. Cái này nếu mà sống á, thì tất nhiên ăn thì nó thứ nhất là ăn nó kỳ kỳ, thứ hai nữa là đập nó ra không có được. Đây, đây là chín rồi nè. Đây, để mình đập cho ra. Thôi nướng thêm đi nhỏ. Đây, đây hạt điều đã nướng rồi nè. Đây, cái này thì là chín rồi nè. Đen đều. Cái này thì chưa chín, nó còn sống, phải nướng lại. Đây, thấy không? Đó. Đó, muốn ăn thì cái hạt điều này phải đập ra. Ví dụ mình đập thử cho mọi người nha. Một tay cầm máy quay á, một tay đập thì nó hơi khó. Đây. Các bạn thấy cái hạt điều không? Đây mình rõ hơn xíu đây. Thì nếu mà muốn đập hạt điều cho nó dễ á. Khoan. Đây, đưa cái hạt điều, đưa về cái hạt điều coi. Đây. Cái hạt điều cái muốn đập được cái hạt điều này á thì có phải có kỹ thuật nha. Đập tầm bậy tầm bạ là nó nát bét ra, ăn không có được nữa. Đây, mình muốn đập á là đây là cái bụng của nó. Nè, đây là cái bụng nè. Đó, giơ cái bụng lên. Đó, khoan. Đây, để cái bụng lên như thế này rồi, đập đưa cái bụng này đập nhẹ thôi. Đó. 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 Rồi chín chưa? Chín rồi. Đặc điểm của hạt điều mà rang bằng củi á, nó thơm và nó ngọt mà nó bùi, phải là bùi dã man luôn á. Nó rất là ngon đó. Đây, đem được cái nhân cho chị coi. Đó. Đây nè, đây. Đó, đây là nướng thủ công bằng bằng gì ta? Bằng củi. Củi. Ăn nó ngon lắm luôn á. Đây, mình ăn thử bạn.
ăn thử đi. Ngon không? Lột cái vỏ lụa ra. Cái này là phải dột vỏ lụa ra ăn mới ngon được. Ăn vỏ lụa thì cũng không sao, nhưng mà ăn nhiều nó cay cổ, nó khó chịu lắm, nó nóng á, nên phải lột vỏ lụa ra. Hạt điều thì cực kỳ bổ thì khỏi phải bàn rồi. Ừ, thấy không? Các bạn thấy cái nhân này nó dẻo dẻo không? Đây, chị coi coi. Đây. Cái nó không có giòn đâu. Đó. Đây là hạt điều tươi rang, hạt điều tươi nướng thì ăn nó sẽ không giòn, nó sẽ dẻo. Nhưng mà đặc điểm là nó cực kỳ ngọt luôn. Tại vì mới rụng xuống mà. Cái hạt nó ngọt ngọt, ăn cái ngon, ngon dã man. Rồi. Ngon không? Ngon. Ngon dã man luôn chứ ngon cái gì. Đây, coi còn hạt nào nữa không? Còn. Hư đây. Đây, à. đây, chín rồi nè, đó. Đó, hư ra. Đây là những hạt điều chín rồi. Đó, đó, mấy cái này là bá cháy vụ chét luôn. Ê, cái này nó chín không đều, cái này nướng á, hơi tệ, chín chưa đều đây. Ừ. Đó. Cái này đập ra. Ăn tới đâu đập tới đó. Ngon quá.